xuất hiện hố tử thần sâu 6 m trong nhà, người dân hoảng hốt tháo chạy. Đang ngủ, người dân giật mình nghe tiếng động mạnh, kèm theo đó là tiếng nứt gãy của nhà cửa khi hố tử thần xuất hiện. Nhiều người lo sợ tháo chạy ra khỏi nhà. Sáng ngày 27 tháng 5, ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện thêm nhiều hố tử thần, trong đó có hố sâu 6 m đường kính 10 m ngay trong nhà dân, có nguy cơ sập nhà. Việc hố tử thần liên tiếp xuất hiện nhưng chưa tìm ra nguyên nhân khiến người dân vô cùng bất an, lo sợ xã đã tiến hành lập biên bản hiện trường, tổ chức rào quanh khu vực, cắm biển báo cấm không cho người vào, tổ chức hỗ trợ gia đình vận chuyển hết tất cả đồ đạc, tài sản ra khỏi nhà. Các lực lượng canh gác giám sát liên tục không cho người dân vào khu vực bị sụt lún, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông Hóa thông tin. Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng ông Điền Viết Tứ sinh năm 1965, trú tại bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, bất ngờ nghe tiếng động mạnh bên ngoài, nhà kêu răng rắc nên đã tháo chạy ra khỏi nhà. Lúc này ông tứ tá hỏa khi thấy phần móng nhà xuất hiện một hố sụt lún rất lớn và đang tiếp tục sụt, có nguy cơ sập nhà. Gia đình ông và nhiều hộ dân sống cạnh đã nhanh chóng sơ tán khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Sự việc được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, chính quyền xã Châu Hồng đã điều động lực lượng công an, quân sự xuống tại hiện trường để kiểm tra hỗ trợ gia đình. Theo ghi nhận, hố tử thần có đường kính khoảng 10m, sâu 6m, gần vị trí sụt lún, tường nhà, hàng rào của các nhà dân bị nứt toác. Trước đó vào ngày 17 tháng 5, tại bản Na Hiêng cũng xuất hiện một hố tử thần có đường kính là 4 m sâu khoảng 20 m Thời gian qua trên địa bàn xã Châu Hồng liên tiếp xảy ra tình trạng sụt lún, nhà dân bị nứt nẻ, hàng trăm giếng nước sinh hoạt bị khô cạn nước, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Dù đã có nhiều đoàn liên ngành về kiểm tra, khảo sát, nhưng đến nay là nguyên nhân dẫn tới những hiện tượng bất thường trên đã vẫn chưa có lời giải đáp, khiến người dân vô cùng hoang mang lo sợ. Người dân ở đây cho rằng hiện tượng đất sụt, nhà nứt, nước, nước giếng cạn là do hoạt động khai thác quặng thiết gần đó. Để khai thác được quặng, những công ty này dùng máy công suất lớn để hút nước từ dưới lòng đất dẫn đến là nguồn nước ngầm dần bị cạn kiệt. Xã Châu Hồng hiện có 11 doanh nghiệp khai thác đá và quạng thiếc, trong đó có doanh nghiệp khai thác quạng dưới lòng đất theo hình thức hầm lò. Tính đến nay, ở địa phương đã xuất hiện hơn 20 hố tử thần. Vừa qua, liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nghệ An, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳ hợp có về khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cho hay.